Hello, mưa nắng Tây Nguyên. Xin chào các bạn đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam nhá. Các bạn ơi, mình sẽ quay cho cảnh múa lân trên nông thôn của Tây Nguyên nhá. Cảnh múa lân trên các bạn là các em thiếu nhi ấy của Tây Nguyên đang mua, các em đang đi múa lân trung thu đây này. Trên đất Tây Nguyên. Đây các bà mẹ đây, các bà mẹ dẫn các em đi xem múa lân ngồi dưới đường như này. Đây. Đây. Các em thiếu nhi 25 tuổi đi xem trung thu đây. Đấy, đi xem trung thu đấy. Ơi cho lấy cho bạn ấy đi. Đấy, các phụ huynh dẫn các em đi đông vui chưa? Nhưng mà của nông thôn mình như thế là quá tuyệt vời, có nhận các bạn không? Các bạn cho một like nhá, xem đây các bạn cho một like, một nút chia sẻ nhá, đăng ký cho kênh TV Mưa Nắng Tây Nguyên nhá, để động viên các bạn đang muốn lên đây nhá. Ui chưa. Đấy, nông thôn mình thì thế là tuyệt vời rồi. Chủ yếu là các bạn nào lớn hơn các bạn đi mua để động viên các em thiếu nhi. Chưa có chủ chưa?
này đi xem một lần này. Đấy, các ông bà bế đi xem nào. Đấy, thiếu nhi Tây Nguyên nữa các bạn này. Các bạn Tây Nguyên, Tây Nguyên mình nghịch thế này thôi. Còn chúng tôi là chỉ đi có một đội mỗi lần này đi vùng quanh trong xã là múa xong bắt đầu tối 14 là đi ra sân vận động của xã ấy các bạn. Múa hát rồi người ta phát quà. Nhà từ thiện bằng xã thôn người ta phát quà cho các em. Vui chưa? Vui chưa? Đông lắm các bạn ơi. Tối ở đây nó mát quá mà mát mẻ xong điện sáng choang cái này vui lắm. Đây này có đường này các bạn. Đây, đông chưa? Đông vui chưa? Đông vui chưa? Các em này nhá. Về mở điện thoại ấy, mưa nắng Tây Nguyên ra để xem có các em ở trong đây này. Đấy, đang vui chưa? Này các em xem đông vui chưa đây này, đẹp chưa? Phong cảnh đẹp chưa? Có quán cà phê này. Chỗ mình ở đấy, khu chung cư này đây. Các em đi xem đông vui chưa? Các em thiếu nhi ở Bến Tây Nguyên ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng mình đấy. Mình ở là khu 4 giờ chai 2 nhé các bạn nhé. Các em về mai mở TV điện thoại ra xem mưa nắng Tây Nguyên nhá, là có đấy. Em nào cũng có ở trong hết đấy. Soi từng em một, hôm mai em có em không. Rằm Trung Thu, Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi trên đất Tây Nguyên nhá. Bây giờ mình video của mình cũng đã dài rồi, mình tạm dừng nhá. Các bạn xem video thấy hay thì cho mình nút like, chia sẻ và đăng ký.